Đây các bạn nha, đấy. Và mình khuyến cáo là anh em không không nên làm như thế này các bạn nhé. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Trên tay mình đang là một con Vega cực kỳ hot và được anh em quan tâm rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Đó chính là con RX580 8GB của Isuzu. Isuzu được bán với giá là 1,6 triệu ở trên Shopee các bạn nhé. Con này thì mình đã trên tay cho anh em cách đây hơn một tháng rồi. Vậy thì sau một tháng chúng ta sẽ cùng đánh giá xem là với số tiền 1,6 triệu đó chúng ta có lên mua con này không, và con này có xứng đáng với số tiền hay không. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video clip này. Thì tại sao chúng ta lại có một cái mức giá 1,6 triệu cho con này? Con này được với giá 1,6 triệu và được quảng cáo là mới 100%. Và khi mình trên tay cho các bạn thì các bạn cũng đã biết rồi đấy. Thì hầu như tất cả những cái linh kiện như là back bếp này, quạt này, ống tản nhiệt này, sát xi chắn và những cái linh kiện trong này, những cái cổng kết nối trong này đều là mới các bạn nhé. Chỉ có một thứ mà chúng ta cần phải thắc mắc, đó chính là cái con GPU nằm trong này này. Không biết con GPU này là con GPU mới được tuồn ra khỏi nhà máy hay là những con GPU cũ ở những cái cạc cũ lỗi người ta lấy GPU ra người ta đóng ở đây. Đấy, thì đây là những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm đầu tiên. Và cái câu trả lời là thật sự cũng chưa có câu trả lời chính xác cho cái câu hỏi này. Ngày lát nữa mình sẽ tháo tung con này ra để chúng ta sẽ xem cụ thể bên trong mạch nó như nào. Thế nhưng mà có một điểm mà chúng ta có thể dựa vào đó để có những cái kết luận phần đầu. Vì con này chính là con RX580 8GB phiên bản là 2048. Phiên bản 2048 này nhiều anh em bảo là đó chính là cái con RX570 được mốt lại bốt, nhưng thực tế không phải các bạn nhé. AMD có hai dòng RX580 8GB. Đó chính là một con mình đang cầm trên tay và một con cơ bản mà chúng ta vẫn hay sử dụng. Đó chính là cái con mà được phát hành trên thị trường ấy, nó có số nhân SP này là 2003, trong khi đó cái bản này là bản có số nhân SP là 2000. Đây là cái phiên bản 2048 này là phiên bản được AMD dành riêng cho thị trường Trung Quốc chứ không phải là phiên bản dành cho cả thế giới các bạn nhé. Đấy, nên là cái phiên bản này thì nó chỉ có ở thị trường Trung Quốc thì mình nghĩ khả năng cao là nó cũng có thể được tuồn ở trong nhà máy ra các bạn nhé. Đấy, không, con này thì có số nhân số luồng nó gần giống với con RX570, thế nhưng cái xung nó lại cao hơn một chút, và cái số nhỉ, nó còn một cái chỉ số nữa cao hơn mình không nhớ chính xác lắm, nhưng mà đại thể là nó có số nhân thì nó bằng con RX570 nhưng mà nó sẽ mạnh hơn con đấy một chút. Đấy, thì đấy là những cái thông tin đầu tiên về con này mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ hai là con này thì được quảng cáo là mới 100% và được bảo hành 25. Thế nhưng cái thời gian bảo hành này thì các bạn không hoàn toàn là có 25 đâu. Đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm là hãng này chưa có văn phòng đại diện, chưa có cửa hàng hay không, chưa có đại lý nào ở Việt Nam cả. Nên khi nó lỗi thì mình cũng chưa biết là các bạn sẽ phải gửi đi đâu. Liên hệ trực tiếp với bên bán hàng qua Shopee hay là như nào, bởi vì cái thời gian bảo kê của Shopee chỉ có 3 ngày thôi. Đấy, nên là sau cái thời gian đó thì không biết chúng ta sẽ lỗi không, sẽ làm như nào. Tiếp theo nữa là cái thời hạn bảo hành. Tuy là ghi là 25, thế nhưng các bạn sẽ chỉ được bảo hành miễn phí 6 tháng đầu thôi. Sau 6 tháng sau là các bạn sẽ phải mất phí cho phần bảo hành sửa chữa các bạn nhé. Đấy là những cái vấn đề mà nhiều anh em có khi là chưa lưu ý kỹ vấn đề đó. Thế còn hiệu năng thực tế của con này thì như nào? Thì con này mặc dù ở đây với mình là hơn một tháng rồi, thế nhưng mình không sử dụng thường xuyên mà mình chỉ thoảng mình cắm vào test thôi. Thì cái hiệu năng của nó thì vẫn như cái lần đầu tiên mình test cho các bạn ấy, tương đối là ổn định. Và cái mức nhiệt độ của nó cũng rất là mát luôn, cần được rất là nhiều game. Trong đó thì có cái game PUBG với cả CSGO là mình vẫn là anh em. Lát nữa mình sẽ test lại cho các bạn xem. Còn về cơ bản thì với mức giá 1,6 triệu, 1,6 triệu này sẽ tương đương với những con RX580 8GB mà còn ngon được bán cũ các bạn, của chính hãng đấy. Thế nên mà cái sự lựa chọn thì các bạn có thể chọn như nào cho nó phù hợp với sự tính toán của các bạn. Còn độ rủi ro thì mình ngại nghĩ là nó cũng gần như nhau thôi, bởi vì con này mua thì người ta ship thẳng từ nước ngoài về đấy, nên bảo hành nó sẽ lằng nhằng hơn. Có những con trâu cày mà ở Việt Nam thì tỷ lệ bảo hành được và tỷ lệ nó cày nhiều nó hẹo thì nó cũng gần như nhau. Được cái là con này ấy, thì toàn bộ linh kiện là mới hết. Chỉ có con GPU này như mình nói ban đầu là nó có vấn đề về cái việc là nó là hàng leak hay là hàng cũ mà thôi. Thì đấy là những mà điều chúng ta cần quan tâm. Còn bây giờ chúng ta sẽ lắp và test load hai game cho các bạn, đó chính là PUBG và CSGO. Sau đó mình sẽ mở tung con này ra để xem bên trong nó như nào các bạn nhé. Ok, ở đây các bạn nha, mình đã chuyển con 580 8GB này và cắm dual RAM với cấu hình cũng mạnh mạnh một chút để test cho nó chuẩn hiệu năng cho anh em xem nó cụ thể nhá. Mình sử dụng con i3 10100 này, 4x8 luồng này,
main B460 luôn các bạn nhé. RAM là 16GB, đang chạy bớt là 2600 các bạn nhé. Đó, graphic đang là RX580 248 này, 8GB. Ok, chúng ta sẽ test thử xem PUBG nó chạy như nào nhá. Chúng ta đang đến với xem go các bạn nhá, với mức FPS chúng ta lên quanh tầm khoảng 20 kìa. Úi giời ơi, bên 200 FPS chứ bên 200 FPS các bạn nhá. Với mức FPS như này là ok rồi, bắn thoải mái rồi. Và cái mức nhiệt độ của nó thì như lần trước mình test thì cũng rất là ổn định luôn. Còn với PUBG PC thì lát nữa mình test thì chúng ta mới biết được. Còn ở hiện tại thì chưa biết là với PUBG PC như nào, nhưng mà với những cái game đạn lần trước mình test thì con này chơi cũng rất là ổn. Có mỗi cái GT5 nó bị chập choạc tí lúc đầu thôi, còn về sau những cái game khác đều rất là ok. Đấy, FPS khoảng 200 kìa các bạn. Hái rồi con hàng này. Ái dùi, giữa đầu luôn các bạn. Nói chung là với CSGO và FPS như này thì Valorant với cả các con hàng kia bắn tao. Valorant với cả For4 với cả gì cả Galaxy Pack là anh em yên tâm là nó có thể kéo ngon lành các bạn nhé. Đó, FPS đều có lúc thì 167, có lúc thì 200, nói chung là ổn. Chúng ta sang game khác nha. Ok các bạn nha, chúng ta đang đến với PUBG PC. Với mức setting mình để là very low. Tuy nhiên thì không biết là do mạng hay là do gì mà có vẻ drop thỉnh thoảng drop các bạn. Không phải là very low mà low setting. Xem lại nào. Đúng rồi, low setting nha. Mình sẽ hạ xuống very low xem FPS nó như nào. Hạ xuống very low thì FPS cũng không cải thiện được mấy các bạn, nó vẫn loanh quanh tầm khoảng từ 60 chắc được lên 80. Đây là trong rừng thì cũng khá là nhiều chi tiết, FPS nó cũng không cao lắm. Tuy nhiên thì mình thấy cái mức hiệu năng của nó thì có vẻ như là không được so với RX570 bình thường các bạn. RX570 bình thường mình nhớ là nó phải loanh quanh tầm 80 đến 90 ở những cái lúc vắng vắng như này. Đây là RX580 8GB mà FPS cũng không cao lắm. Có thể là cái PUBG là lâu mình không test. Bây giờ nó ăn phần cứng nhiều hơn rồi thì không biết có đúng không. Thì anh em vào anh em xác nhận comment cho mình cái, có thể mình lâu rồi mình không test, có thể nó đã nặng hơn rồi. Nên là 570 bây giờ chỉ đáp ứng ở tầm này thôi. Ở mức này thì chúng ta vẫn có thể chơi ở mức chấp nhận được, không chưa ngon lắm. Về lâu mà FPS tầm khoảng trên 100 cơ thì đến lúc mà vào bo cuối thì nó mới ổn. Đấy, ra đây nó lên được 80 rồi kìa. Mà các bạn có để ý thấy là cái mức nhiệt độ là vẫn rất ok các bạn, chỉ 6 mấy thôi. Con này thì như mình nói từ ban đầu là như cái lần trước mình test cũng thế, nó nhiệt độ của nó rất là mát mẻ luôn. Vừa lấy nó tạm là 90. Đấy, cho đây là 90, có vẻ chạy lâu lâu nó có vẻ ổn định hơn một tí các bạn ạ. Với lúc này thì là ra đây nó vắng hơn thôi chứ không phải là nó lâu lâu nó ổn định đâu. Nói chung là với mức hiện tại thì vẫn chấp nhận được để chơi PUBG các bạn nhé. Đấy, các bạn ngắm lại em nó trước khi mình tháo tung nó ra xem nội thất là như nào nha. Ok các bạn nha. Đây là em 580 8GB của Asus. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra để xem bên trong cụ thể nó như nào nha. Đây các bạn nha. Đấy. Bên trong em nó đây các bạn nha. Đấy. GPU chúng ta đây, để mình bật lên cho các bạn nhìn GPU. GPU này thì nhìn nó có vẻ như không hẳn là mới hoàn toàn đâu các bạn ạ. Đấy. Con này thì khả năng là cũ là cao rồi các bạn. Mã GPU này. Đấy. Mã GPU đây các bạn nhá, Made in China này. Đấy. Con này thì nhìn không phải là mới đâu các bạn. Đấy, những cái chỗ này nó bị lem này. Đâu nhỉ? Đây các bạn này. Đấy, những cái phần này là nó bị lem rồi. Đấy. Nó không phải sáng đều các bạn nhá. Như vậy là con GPU này của mình không phải là con GPU mới đâu. Đấy. Mà mới thì không thể nào nhìn trông nó có úa như này được. Còn mạch của chúng ta đây, tải nhiệt của chúng ta rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đây là tải nhiệt cho V-Core này. Tải nhiệt này, tải nhiệt RAM này. Đấy. Vỉ mạch đây. Mạch thì mình nhìn thấy IC thì rất là mới luôn. IC thì mới đấy các bạn ạ. Đấy. IC rất là mới. Chỉ có con GPU của chúng ta thôi. Con này thì chắc là không thể là mới được rồi. Mình nhìn này khả năng rất cao là không phải mới các bạn nhé. Đấy. Đây là mặt trước này. Mình sẽ tháo lốt mặt sau cho chúng ta xem nhé. Vỉ mạch của chúng ta đằng sau đây các bạn này. Đấy.
các linh kiện mình ở đây mình nhìn thấy thì mới đấy các bạn. Tất cả những cái linh kiện này đều là mới các bạn nhé. Những cái quan IC này còn rất là mới. Đấy, tụ này. Tụ của cho GPU này. Sáng trong luôn các bạn nhé, nó không bị ố vàng này, hoàn là mới này. Đấy. Vì mạch thì cũng nhìn cũng đẹp đấy các bạn. Vì mạch này nhìn cũng đẹp đấy. Đấy. Nói chung là cũng đẹp. Về phần hình thức thì con này thì cũng linh kiện thì là mới hết rồi, chỉ có mỗi cái mỗi con GPU thôi. Và mình khuyến cáo là anh em không nên làm như thế này các bạn nhé. Thứ nhất là các bạn không có đồ chuyên dụng để có thể mở được. Thứ hai là trong quá trình mở rất là nhiều rủi ro, vì các bạn có thể tích điện tay chân này, nó sẽ phóng vào linh kiện đây và khiến cho linh kiện bị hỏng này. Thứ ba nữa là những cái linh kiện này, những cái con linh kiện này nó rất là nhỏ. Đấy, các bạn tháo ra các bạn không để ý là các bạn có thể cào vào cái là nó bay mất linh kiện ngay, nên là tỷ lệ lỗi rất là cao. Khuyến cáo anh em không nên làm như này ở nhà các bạn nhé. Các bạn phải làm quen, và nhiều khi quen vẫn đóng học phí bình thường các bạn nhé. Thôi bây giờ để mình nắp lại, bật lên xem nó có chạy không, hay là tháo ra nó lại tèo rồi các bạn nhé. Ok các bạn, đã lắp xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nắp thử và xem nó còn lên không nhá, hay nó đi rồi. Hey, vẫn lên các bạn nhá. Ngon lành, vẫn lên. Nói chung là với em này với mức giá 1.6 triệu thì mình đánh giá là rủi ro ngang với mua mấy những con trâu thôi. Chỉ được cái là linh kiện nó mới hơn thì cái tỷ lệ tèo nó sẽ giảm đi một chút xíu. Nhưng con GPU vừa lấy của mình nó cũng là cũ ấy, nên là cũng chưa phải là quá là yên tâm cho anh em đâu. Mức 50-50. Anh em thích thì cứ thử thôi nha. Rồi xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.